Chào mừng quý diễn giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay là tiếp tục giới thiệu cho một cái dòng sản phẩm mới của hãng Thu Thò vừa về cửa hàng. Đây là dòng máy tỉa hàng rào dùng pin 20V. Tốc độ quay của nó là 1.400 vòng một phút. Cái chiều dài của cái đầu tỉa này nè là 450 mm, tương đương với 18 inch. Rồi, đựng trong cái hộp như thế này thôi anh em. Đó thì anh em mà đang có cái hệ pin in khò tô tò á, anh em đều xài cho máy này được hết nha. Cái máy này là xài pin đó, anh em đều có pin như thế này nè, anh em đều xài được hết đó ha. Thì tại cái máy này á, thì nói chung là pin nó của tô tò sẽ được in khò xài cũng được nha. Thì anh em mua ở chỗ đó anh em được lợi thế ở chỗ đó, chúng ta không cần phải mua thêm pin sạc của hãng in khò ha, chúng ta chỉ cần xài một loại thôi là chúng ta đã có xài được rồi. Cái giá của con này bên cửa hàng mình đang bán là, anh em chờ một chút. Cái máy này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.200.000 nha anh em. 1.200.000 cho cái máy này. Máy tỉa hàng rào dùng pin. Rồi, trong này nó có gì đây? Mình cùng khui ra nha. Không có kỹ dư gì ta. Đây thiết kế nguyên cái này gói đây ha, thẻ bảo hành này, dùng pin bảo hành 3 tháng thôi, cứ pin là bảo hành 3 tháng nha anh em, không có 6 tháng, pin sạc máy bảo hành 3 tháng hết. Wow, to đùng luôn, cái này chỉ dành cho giới nhà giàu thôi, nhà giàu mới có cái hàng rào to to đùng vậy để chúng ta tỉa. Đây đó, anh em chờ chút, mình nghe điện thoại một cái. Rồi tiếp tục anh em ha. Đây máy rất là đẹp luôn. Này là cái bảo vệ ha. Wow, lửa đẹp quá. Thì đây là cái lưỡi đó đây anh em. Thì thực sự mà nói những cái hàng rào này thì nó lưỡi cũng đơn giản lắm ha. Hai hệ chạy trên chạy dưới, nó chạy qua chạy lại thôi, thì dùng cái đường này anh em đưa cái cây vô thì nó chạy qua lại nó gặt thôi nha. Đưa vô này chúng ta sẽ gặt cái này, lưỡi này bén nha, anh em đừng có đưa cái tay vô đây nha, đứt tay đó. Thì lưỡi cũng khá là dày ha đó. Thì cơ chế cũng dễ ha, một lưỡi lưỡi nó chạy qua chạy lại, anh em chạy qua chạy lại thì nó sẽ gặt thôi đó. Này là trắng nè, tay cầm công tắc luôn. Ồ, quên rồi, hai cái công tắc này gì ta, để mình cùng nhau nghiên cứu nha. Đó, bỏ pin vô thử rồi bóp đầu dưới này, khóa gì ta, thì anh em thấy cái này á, hai cái lưỡi đều chạy nha, hai cái lưỡi đều chạy lên xuống như nè, thì nó sẽ cắt tỉa. Còn công tắc á, thì nó dùng là công tắc hai chế độ, anh em phải dùng hai tay nó mới xài được, một tay anh em không xài được. Dùng một tay nè, mình bóp cho nè vẫn không chạy nha, đó. Đó không chạy, hoặc tay này anh em cầm như này bóp cũng không chạy. Thì chắc có lẽ là hãng nó tính toán ở cái mức độ là an toàn ở đây là chúng ta phải xài hai tay chúng ta mới mới xài được, chúng ta bóp cả hai cái liên tục luôn ha. Muốn xài được thì chúng ta phải bóp mà vô nè, bóp cái công tắc này bóp vô nha. Đó bóp vô trước, xong cái này chúng ta phải bóp đẩy lên, chúng ta bóp vô ha. Đó nè. Đó bình thường cái này chúng ta không có bóp gì cũng không có được, thôi đẩy lên rồi người ta mới bóp ha. Nó cũng không có giữ luôn, chúng ta thả ra là tắt hết rồi đó. Nói chung cái cơ chế cũng an toàn thôi anh em, mà cái này là dạng là quá an toàn luôn nha. Chúng ta phải xài cả hai tay, rồi hai tay tay này bóp và tay này còn phải tay ngón, nói chung là chúng ta xài phải kẹt tại xài ngón ngón dưới đây, ngón trên đây và cái tay này ha, xài tới ba bốn cái tay gì đó nè, bóp vô đẩy lên rồi bóp vô. Rồi, ok ha. Anh em nào nhà có hàng rào thì chúng ta mua về chúng ta tỉa nha. Tết nhất tới nơi rồi, tỉa hàng rào để ăn Tết thôi. Cái lưỡi này nó dài tới, đúng anh em, 400 mấy luôn ha, gần nữa.
400 đúng rồi đó. Nha, đây. Hai cái lưỡi nè. Dạ, gần 470 mấy luôn á. Ha. Mm. Đúng. Rồi. Rất là đẹp. 1.200.000 cho cái thân máy không nha anh em. Cho cái thân máy không. Giá cũng rất là hợp lý ha. Thì thực sự nói như anh em nào có cái hàng rào mà để mà tỉa cái này thực sự cũng cũng giàu ha, chứ nếu mà bình thường có cái hàng rào không thì bình thường nó dùng kéo người ta xỉa rồi ha, còn nhiều lắm mới dùng máy. Bình thường người ta dùng kéo tỉa anh em ha, dùng kéo tỉa, còn bình thường hàng rào người ta nhiều quá chứ người ta tỉa kéo không nổi á, người ta mua máy gì người ta tỉa nha. Rồi có gì mới nữa không ta ha? Rồi ok vậy thôi. À, hai bên ta tỉa được hai bên nha, em xem lại. Nghĩa là chúng ta có thể tỉa bên đây hoặc bên đây ha, tùy thôi, tùy chúng ta nha, tùy theo chúng ta muốn tỉa bên nào. À, nó thấy rõ không? Thì mình nghĩ cái này mòn thì anh em cũng có thể mài được nha, gỡ cái lưỡi ra ta mài thôi nhá, vậy thôi. Rồi ok anh em, body không 1.200.000, anh em đang có nhu cầu mua về tỉa hàng rào ghé cái hàng mình mua về nhá, hàng đang có sẵn luôn. Hàng đang có sẵn, giá chỉ có 1.200.000 thôi, khá là mềm, khá là mềm. Nó chỉ có cái thân không thôi nha, anh em lưu ý có thân không. Bởi vì hãng sản xuất anh em cái hệ pin đó là nó sẽ dùng chung, còn nó sản xuất thêm những cái phụ như thế này nè. Đó để anh em mua về chúng ta có thể là phụ thêm thôi. Chứ cái chính của nó là những cái hệ pin nó dành cho những cái máy khoan, máy mài, máy cắt. Ngoài ra anh em cũng có thể là mua pin thêm ha, mua pin thêm để chúng ta có thể xài. Đó, hoặc là anh em mua thêm một pin một sạc. Dù một pin một sạc bên cửa hàng mình bán với giá là 700.000 nha, một máy 700.000 là thêm pin thêm sạc anh em, pin 403 sạc 270, sạc 270.000, nghĩa là chúng ta thêm 700.000 nữa, 700.000 như này là thành 1.900.000 đó, mình nói trước anh em ha, 1.900.000 nha. Rồi cảm ơn anh em á, xin chào hẹn gặp lại nha, anh em nhu cầu ghé cửa hàng mua. Rồi chào anh em.